Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình Thuận Nông Thôn Mới. Chương trình tuần này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị khán giả một số thông tin đáng chú ý sau. Đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 83% diện tích gieo trồng vụ đông xuân. Thu hái và bào chế sản phẩm dược liệu tặng bệnh nhân nghèo hỗ trợ điều trị Covid-19. Bức tranh khởi sắc của Bình Thuận sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân sung túc hơn so với trước. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới vừa được Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành và sẽ thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, đến nay vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 43.570 ha cây ngắn ngày, đạt 83,6% diện tích gieo trồng. Trong đó, cây lương thực thu hoạch 36.000 ha, riêng cây lúa thu hoạch được gần 33.300 ha, đạt 84,4%, và cây bắp thu hoạch hơn 2.700 ha, đạt 95%. Cùng với đó, một số địa phương cũng đã tiến hành xuống giống vụ hè thu. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được trên 4.400 ha cây ngắn ngày vụ hè thu. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận đã chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác dự tính, dự báo dịch hại trên các loại cây trồng, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và đề xuất biện pháp phòng trừ dịch bệnh kịp thời, có hiệu quả. Thưa quý vị, từng có sản phẩm tinh dầu bạc hà được công nhận OCOP Bình Thuận 3 sao năm 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Giang Hưng Yên đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Bình và xã đoàn các địa phương thu hái một số thảo dược mà công ty đang canh tác và bào chế thành gói lá xông khô hay sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 tặng bệnh nhân nghèo. Nghĩa cử cao đẹp này thấm đượm tình quân dân, hướng đến nâng cao sức khỏe cho cộng đồng cũng như góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trên cánh đồng bạc hà, cỏ ngọt và thanh hao hoa vàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Giang Hưng Yên, huyện Bắc Bình, có khá đông các chiến sĩ dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên địa phương đến hỗ trợ thu hái cây dược liệu để bào chế thành các sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19. Đây không phải lần đầu mà từ năm 2021 đến nay, các đơn vị đã cùng phối hợp với nhau thực hiện chương trình tặng gói lá xông giải cảm hay một số sản phẩm được bào chế từ thảo dược cho bệnh nhân nghèo tại địa phương hỗ trợ điều trị COVID-19. Đoàn xã Hải Ninh đã phối hợp với lại công ty giới thiệu về cái cây bạc hà và cây thanh hao. Những bà con nào mà có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu về chữa trị nó cao thì sử dụng cây bạc hà cũng như là cây thanh hao nó sẽ giúp ích cho bà con mau chóng chữa bệnh, cũng giúp ích bà con vượt qua đại dịch. Lực lượng vũ trang của huyện cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ phối hợp cùng với công ty đã thu hoạch các sản phẩm để mà đưa vào bào chế làm các dược liệu để hỗ trợ bà con trên địa bàn, góp phần trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Giang Hưng Yên là đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thành công cây bạc hà và chiết xuất tinh dầu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, đồng thời là sản phẩm được công nhận OCOP Bình Thuận 3 sao năm 2020. Bên cạnh cây dược liệu này, công ty còn trồng thử nghiệm một số thảo dược. Trong đó có cây thanh hao hoa vàng từng được một nhà khoa học nữ Nhật Bản đạt giải Nobel khi nghiên cứu về cây thanh hao năm 2015, hay sử dụng thanh hao hoa vàng chữa bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và Châu Phi. Đồng thời, WHO cho thử nghiệm trên người, liệu trình áp dụng 14 ngày. Tiếp cận cây trồng này từ năm 2000,
Nhưng đến năm 2021, công ty mới mở rộng diện tích trồng thanh hao khoảng 1 hecta, năng suất thu hoạch 3 tấn khô. Do các đặc tính hỗ trợ chữa bệnh COVID-19, nên công ty đã dành toàn bộ sản phẩm để bào chế thành gói lá sông cũng như trà, tặng bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh hỗ trợ điều trị COVID-19. Đến nay, công ty đã trao tặng hơn 1 tấn rưỡi bạc hà và thanh hao, 6 tấn mật ong bạc hà, trà bạc hà và tinh dầu bạc hà. Đợt vừa rồi công ty cũng có hỗ trợ cho những cái gia đình khó khăn và những cái hộ bị Covid mà họ không có thuốc ấy, thì công ty có sử dụng cái lá cây thanh hao và lá bạc hà và lá cỏ ngọt đưa vào một cái dạng thuốc sắc như dạng trà ấy. Và họ uống những cái đó thì rất là tốt. Doanh nghiệp sản xuất và bào chế sản phẩm từ cây dược liệu, còn các đơn vị phối hợp sẽ hỗ trợ thu hoạch cũng như mang sản phẩm đến trao cho bệnh nhân nghèo điều trị COVID-19. Nghĩa cử cao đẹp ấy tô thắm tình quân dân, giúp người nghèo vượt qua bệnh tật, có đời sống khỏe mạnh, an vui. Thưa quý vị, sau 47 năm đất nước thống nhất, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, Bình Thuận đã có bước chuyển mình vươn lên phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân thành thị và nông thôn không còn quá cách biệt, mà dần được rút ngắn. Một số nơi gần tương đồng, tiệm cận. Bức tranh nông thôn có sự tươi mới, khởi sắc, đó là thành quả chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này. Nhiều đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa và trồng cây xanh. Giao thông, thủy lợi, điện được hoàn thiện, phục vụ tốt cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh của nhân dân. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng hiệu quả, gắn với thị trường, nên giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 123,5 triệu đồng một hecta, tăng hơn 110 triệu đồng một hecta so với mốc thời điểm tái lập tỉnh năm 1992. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, thuần phong mỹ tục tiếp tục được lưu giữ, nhân rộng, phát huy trong xã hội. Nhưng sau khi có chương trình nông thôn mới, từ nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, từ bữa nay đó, tôi thấy con đường này nó rất là khang trang, dân chi chở tất cả các hàng nông sản trong ruộng cũng như thanh long lúa các thứ về rất là dễ dàng. Qua cái chương trình nông thôn mới này thì cái bộ mặt của thôn Nhân Hòa phát triển, nâng cao đời sống của người dân rất là nhiều. 32.772 tỷ đồng là nguồn vốn toàn tỉnh huy động đến cuối năm 2021 để đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống của nhân dân. Trong đó, thực hiện cứng hóa 58% tổng chiều dài đường giao thông nông thôn, phong trào làm thủy lợi nhỏ, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được chú trọng triển khai và các chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng đổi mới, khởi sắc. Kinh tế ngày càng phát triển, rồi giảm dần, rút ngắn giữa thành thị và nông thôn. Người dân có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Chúng tôi phát huy cái sự lãnh đạo của Đảng để từ đó đưa các cái nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được cái niềm tin, cái sự đồng thuận và sự hướng tích cực của người dân. Khởi đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010, Bình Thuận chỉ đạt 4 tiêu chí một xã, thấp hơn bình quân cả nước 0,7 tiêu chí một xã. Nhưng đến cuối năm 2021, bình quân toàn tỉnh đạt 16,6 tiêu chí một xã, gần tương đương so với mức bình quân chung cả nước. Hiện toàn tỉnh có 69 trên 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 74,2%. Thành phố Phan Thiết đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hai huyện Phú Quý và Đức Linh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ tặng huân chương lao động hạng 3 năm 2020. Phát huy những thành quả này, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo thật tốt thông qua chương trình kế hoạch cụ thể, đề ra chỉ tiêu và mốc thời gian hoàn thành theo quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Phải huy động sức mạnh trong người dân để xây dựng cái chương trình nông thôn mới. Thì chỉ của người dân biết, người dân làm và người dân thấy rằng là người dân được hưởng thành quả từ nông thôn mới thì mới thành công. Sau 47 năm giải phóng quê hương, 30 năm tái lập tỉnh và hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, với sự đoàn kết và chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, cũng như đồng thuận của nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực,
góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bình Thuận Nông Thôn Mới đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.